Thiên Hà Audio là đại lý chính hãng bán các sản phẩm tai nghe in ear của thương hiệu Bauer Winkin được phân phối bởi nhà phân phối chính hãng Song Tấn. Các sản phẩm chính hãng thì sẽ được bảo hành 2 năm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng unbox và tìm hiểu một số chức năng cơ bản của hai sản phẩm tai nghe in ear đó là PI5S2 và PI7S2. Chúng ta sẽ bắt đầu với tai nghe PI5S2. Tai nghe được đựng trong một chiếc hộp và chiếc hộp này thì chúng ta thể dùng dây tai xi si để sạc. Đây là tai nghe của chúng ta. Được hoàn thiện rất là đẹp. À đây là mẫu tai nghe True Wireless hoàn toàn là không dây và có thời lượng chơi tổng cộng lên tới là 24 tiếng, trong đó 5 tiếng là từ pin của tai nghe trong một lần sạc đầy và thêm 19 tiếng từ chiếc hộp của chúng ta và nó có tính năng sạc nhanh tức là chúng ta khi mà hết pin ý, thì có thể sạc trong vòng 15 phút và có thể nghe được trong 2 tiếng Ngoài ra tai nghe này hỗ trợ chuẩn Bluetooth 5.0 và chúng ta có những cái codec như là APTX và AAC và SBC có thể phù hợp cho cả Android lẫn nghe nhạc trên iOS và đây là một chiếc tai nghe có tính năng chống ồn chủ động với tai nghe PI5S2 thì chúng ta sẽ có hai microphone để dành cho tính năng chống ồn chủ động và phần đàm thoại đây, cái tai nghe được hoàn thiện rất là đẹp à, Chúng ta có thể cài app Power and Winkin để có thể cấu hình được sâu hơn Và bật tắt các cái tính năng chống ồn chủ động à, Tai nghe này đang có 4 phiên bản màu sắc và có mức giá chính hãng là 6 triệu 990 ngàn Tiếp tục với mẫu PI7 S2 à, Phiên bản này thì sẽ có 3 màu sắc Và đây là màu đen Chiếc tai nghe thì có hình dáng cũng giống như PI5 vậy Đấy, rất là đẹp, được hoàn thiện rất là tốt Đấy, Những cái phần nút này cũng có nhiều bộ nút khác nhau để cho chúng ta có thể lựa chọn được cái bộ nút phù hợp với tài của mình Đây là một chiếc nghe, tai nghe True Wireless mà có công nghệ là 24 bit audio connection Như vậy là sẽ cho cái chất lượng truyền dẫn rất là tốt để nghe được những cái nhạc với chất lượng cao Và hỗ trợ là Bluetooth 5.0 Chúng ta có những codec như là SBC AAC, APTX và APTX HD Đồng thời là cái thời lượng chơi nhạc ấy cũng lên tới tổng cộng là 24 tiếng, trong đó 5 tiếng là từ pin của tai nghe và thêm 19 tiếng là từ cái hộp sạc này. Và có tính năng sạc nhanh, tức là chúng ta có thể sạc trong 15 phút, tương đương với việc là nghe được thêm 2 tiếng nữa. Và có chuẩn chống nước IP54. À, họ đã tích hợp ở trong cái chiếc tai nghe này, cái công nghệ chống ồn chủ động. À, họ sẽ sử dụng là tổng cộng 3 micro dành cho cả việc đàm thoại lẫn dành cho việc thu cái tiếng ồn xung quanh. À, chúng ta có thể cài thêm cái app của Bauer and Winkin để có thể tùy biến được sâu hơn những cái chức năng này và giá của sản phẩm này là 11 triệu 490 ngàn Quý vị à, muốn sở hữu tai nghe chính hãng của Bauer and Winkin thì hãy tới Thiên Hà Điêu số 5 ngõ 198 Phố Thái Hà và liên hệ số hotline để có mức giá tốt nhất cho từng sản phẩm Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại